Rồi để mình tiếp nối phần bữa trước ha. Thì phần bữa trước đó, một cách ngắn gọn đó, đó là khi mà một cái khái niệm tên là Transfer Learning bắt đầu có thể được áp dụng ở trong cái lĩnh vực là NLP đó, và sự ra đời của cái mô hình Transformer đó, thì nó khiến cho những cái mô hình ngôn ngữ, những cái NLP model nó đạt được những cái performance rất là tốt, và từ đó đại khái là có một sự nở rộ những cái mô hình mà các cái công ty, những nhóm nghiên cứu người ta huấn luyện trên một cái bộ dữ liệu, người ta huấn luyện trên một cái task nào đó. Và nhưng mà vì cái sự nở rộ như vậy, nhưng mà không có một cái chỗ nào để mà gọi là tổng hợp lại á. Cho nên giả sử mình là một cái khách hàng, hoặc là mình là một cái người, một cái nhóm phát triển, mình muốn tận dụng. Tại vì Transfer Learning về cơ bản là mình sẽ có thể tận dụng được những cái mô hình mà người ta đã huấn luyện trước trên một cái vấn đề nào đó, mình có thể fine tune nó trên cái bộ dữ liệu của mình, trên cái task của mình, đúng không? Thì về cơ bản bây giờ mình không biết là ở trên Internet hoặc ở trên thế giới có một cái mô hình nào đó đã được fine tune trong một cái lĩnh vực nào nó mới gần gần với cái lĩnh vực mình đang cần hay không, mình muốn kiếm ở đâu. Rồi mỗi một nhóm á, thì người ta lại tất nhiên là đều sử dụng Transformer Model, nhưng mà có một cách xử lý dữ liệu khác nhau, pre-processing dữ liệu khác nhau. Rồi nhiều khi dự đoán, tức là phải có những cái bước gọi là post-processing nữa. Nói chung là nó lộn xộn hết. Thành thử ra là công ty Hugging Face, người ta mới tạo ra một cái kiến trúc để mà mình có thể tổ chức mọi thứ, mình có thể dễ dàng tìm kiếm được một model mà phù hợp với nhu cầu của mình, để mình có thể lấy về mình xài lại, hoặc là mình fine tune nó. Thì đại khái đây người ta nói nè, để mà có thể apply một cái novel machine learning architecture đó trên một cái new task, thì có thể là phải có nhiều bước phức tạp lắm. Đầu tiên là mình phải implement cái kiến trúc của model. Kiến trúc model nó là nói về cái layer của nó, những layer gì, activation function là như thế nào. Cái kiến trúc model chính là cái code mà define ra cái model đó. Nhưng mà sau đó là cái pre-trained weight, bởi vì mình biết việc huấn luyện một cái mô hình thì cơ bản cái kiến thức của nó đó chính là nó phản ánh trong những cái giá trị của cái weight, những cái tham số, những cái parameter đó. Vậy thì có cái architecture, cái model rồi, thì mình phải load cái bộ pre-trained weight về, đúng không? Rồi mình phải tiền xử lý cái dữ liệu đầu vào, đúng không? Rồi thậm chí là phải có cái bước gọi là hậu xử lý cái dữ liệu đầu ra nữa, bởi model nó predict ra nhưng mà cái thông tin đó chưa có xài được liền, phải chuyển nó ngược ra dưới dạng là text, thì mình mới gọi là có thể là phục vụ nhu cầu của khách hàng được, đại khái vậy. Thì cứ gọi là cái bước post-processing. Rồi những cái bước mà mình phải implement cái data loader, rồi loss function, optimizer, tùm lum thứ. Và vì mỗi nhóm mỗi khác nên thật sự ra là nó có nhiều việc phải làm lắm, chứ không phải là dễ dàng để mình xài lại một cái pre-trained model của một người ta đã train sẵn đâu. Do đó đây mới đại khái là Transformer nó mới tổ chức lại hết. Đó, thì đại khái là trong cái bối cảnh đó, cái công ty Transformer mới thực hiện cái việc gọi là giống như tạo ra một cái hub, một cái sân chơi gì đó, để tất cả cái công ty, những cái nhóm nghiên cứu người ta đưa model ta lên. Và Transformer, xin lỗi các bạn, cái Hugging Face nó sẽ gọi là chuẩn hóa mọi thứ. Cái việc mà dataset, mình sẽ có API để mà sử dụng cái bộ dataset nè. Rồi tí nữa mình sẽ có một cái vòng là mình đi coi, mình lướt sơ qua Transformer, nhưng đại khái là mình sẽ có thể dễ dàng hơn việc mà kiếm một cái model làm ở một cái nhiệm vụ cụ thể nào đó, hoặc là kiếm một cái model mà nó dựa trên một cái base model nào đó. Rồi các cái model được phát triển với những cái ngôn ngữ khác nhau như Python, TensorFlow, YAX, thì bây giờ thằng Hugging Face nó có thể support hết luôn, nó có hết luôn. Model bằng loại nào cũng được. Rồi mình có thể dễ dàng gọi là lấy cái base model đó, tức là cái pre-trained model, về mình fine tune nó, sử dụng những cái API mà pre-processing hoặc là post-processing mà Hugging Face nó đã chuẩn hóa rồi. Thì cái việc mà một cái mô hình, một cái công ty A nào đó, người ta sử dụng những cái dataset nào đó để khi mà huấn luyện cái mô hình của họ, rồi cái những cái bước mà tiền xử lý dữ liệu nào đó, vậy thì Hugging Face người ta sẽ cung cấp API đó luôn. Nên mình ví dụ mình lấy cái model về mình xài, mình xài cái API của Hugging Face, tức là mình tự động mình có những cái bước pre-processing dữ liệu mà cái công ty A đó người ta đã sử dụng để huấn luyện cái mô hình mà mình đang xài lại. Hiểu một cái nôm na như vậy. Thì cơ bản là Transformer nó làm cho cái mọi chuyện của cái việc gọi là kiếm một cái mô hình phù hợp, rồi tiếp tục fine tune nó cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc là ngày trước đây. Thì bây giờ mình sẽ lướt một vòng, mình coi thử là những cái application của cái mô hình Transformer.
Thế thì mình đi một vòng thì đại khái người ta bắt đầu với một cái taxi này, thì cơ bản nó giống như là một cái lời than phiền gì đó, complaint của khách hàng. Ông này ông mua ở trên Amazon, ông mua cái con robot Optimus Prime đó, nhưng mà thằng Amazon nó giao cho ông lại là cái con Megatron. Thì các bạn nào mà theo dõi Optimus Prime sẽ biết hai con này nó khác nhau. Thì ông rất là buồn, ông rất là thất vọng, ông kêu là bây giờ phải xử lý cho ông, là phải đổi lại cho ông, đúng không? Cái ông này á, phía dưới của cái comment á, ông ký tên là Bumblebee nè. Rồi, thì cơ bản nó là một cái customer feedback, đúng không? Và cái nhiệm vụ đầu tiên hoặc là cái việc đầu tiên mà dùng Transformer để mà mình mô gọi là demo cái khả năng của nó đó, là cái task classification. Và cụ thể là mình sẽ dùng một cái mô hình để mà mình xác định được là cái dòng comment này nè là positive hay là negative, tức là ông khách hàng ông hài lòng hay là không. Hiểu nôm na là như vậy. Thì cơ bản người ta nói đây là cái dạng task, nó có cái tên cụ thể là sentiment analysis, và nó là một phần của cái gọi là task classification, là phân biệt, đúng không? Thì sentiment analysis là phân biệt xem là cái cảm xúc của cái dòng text này á, là positive là tích cực hay là negative là tiêu cực. Rồi bắt đầu mới thị phạm, đúng không? Mới xem thử là mình có thể dễ dàng như thế nào mình dùng cái thư viện Transformer nè. Đó, mình dùng cái API của nó để mà một vài dòng code thôi là có thể là gọi, giống như là gọi cái API hoặc là gọi một cái function xác định ngay luôn là cái dòng text này nè là nó là vui hay buồn, là khen hay chê. Thì đây người ta nói là mình sẽ bắt đầu với một cái pipeline cơ bản là giống như là một cái API vậy đó, chỉ việc là khai báo cái pipeline thôi. Thì với mỗi pipeline mình sẽ bỏ vô một cái tên của một cái loại task mà mình đang cần đó. Thì ở đây á, người ta sẽ tất nhiên phải import cái thư viện Transformer, đúng không? Sau đó mình khởi tạo cái pipeline, mình bỏ cái tên của loại task mình đang cần là task classification vô, thì cơ bản ngay lập tức là mình có được một cái model mà đã được huấn luyện cho cái lĩnh vực gọi là task classification hay là sentiment analysis rồi. Đó là mình có luôn, ngay lập tức mình có một cái model nè. Đó, có hai dòng thôi, có một dòng thôi. Xong, thì bây giờ mình mới làm gì? Thì cơ bản người ta nói là khi mình chạy cái dòng lệnh này nè, thì cái thằng Hugging Face nó sẽ load cái model weight về. Như mình biết rồi, cái model nó có cái weight. Cái weight chính là cái giá trị của cái parameter mà nó thể hiện là cái kiến thức của model đó. Thì nó sẽ load về, thì nếu mà lần đầu tiên á, thì nó sẽ load về. Còn nếu mà lần thứ hai mình xài cái lệnh này nè, thì nó sẽ xài cái version mà, tức là cái giá trị mà nó sẽ catch ở trong bộ nhớ, thì nó không cần phải load về nữa. Bla 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 thì mấy cái đó không quan trọng lắm, nhưng mà cơ bản là bắt đầu là mình chỉ việc là bỏ cái text vào xong cái classifier đó thôi, là một phát một mình có ngay cái output. Và mình bỏ vào trong data frame để coi cái output đó, thì mình thấy cái kết luận nè, là cái mô hình nó dự đoán á, cái số 0 á, có nghĩa là đây là negative. Và nó có cái label cụ thể hơn cho những người không biết 0 hay 1 là negative positive ấy, thì nó có cái label là negative. Và cái chỉ số score là 0.9 thể hiện rằng cái model này nó 90% là tự tin, là chắc chắn rằng cái dòng text ở trên đó là một cái dòng text mang tính chất là tiêu cực, tức là chê. Như vậy rõ ràng là nó làm rất là tốt, đúng không? Cái dòng text này hoàn toàn ý nghĩa là complain. Và cái model này, việc mình sử dụng cái pipeline rồi mình bỏ vô cái text classification chung chung kiểu này, mình không biết là bên trong người ta xài cái model gì hết đó. Nhưng đại khái nó giống như một cái default vậy đó, một cái model mặc định mà thằng Hugging Face nó chọn, bởi nên nó cảm thấy là cái model đó tốt nhất cho cái lĩnh vực gọi là text classification, và nó sẽ dùng cái đó làm mặc định cho cái model mà nó thực hiện cái nhiệm vụ text classification khi mà ai đó cần cái nhiệm vụ này, đúng chưa? Đó thì vì sentiment analysis nó một là positive và negative thôi, cho nên là mình cũng thể tự mà tính ra là cái score mà nó dành cho positive label sẽ là 1 trừ cho 0.9 nè. Tức là nó sẽ có khoảng gần 10% là nghĩ rằng, hoặc là khả năng là cái dòng text ở trên là mang tính chất là tiêu cực. Rồi đó là thị phạm, chỉ vào gọi là mô phỏng thử, tức là chỉ cần hai dòng code thôi. Không kể cái dòng import cái pipeline, thì chỉ cần hai dòng code mình define một cái pipeline, mình đưa vào cái nhiệm vụ hoặc là cái task mong muốn, mình đang cần là text classification thì mình đưa vào, mình ghi là text classification, Hugging Face tự động nó sẽ giống như nó đưa cho mình một cái model đã được huấn luyện trước ở cái lĩnh vực này, và mình chỉ việc là xài thôi. Và việc xài cũng rất là đơn giản, mình đưa cái dòng text vô luôn. Tại sao mình gọi nó là đơn giản? Bởi vì nếu như mà các bạn biết về NLP á, thì rõ ràng là khi mà mình inference á, đâu phải mình đưa cái dòng text vô khơi khơi vậy, mình phải có những cái bước gọi là pre-processing, mình tokenize nó, rồi mình
mình phải có nhiều cái bước xử lý trước khi mình đưa nó vào cái model. Model dự đoán xong đưa ra thì mình phải post processing, mình chuyển những cái dữ liệu mà thông model nó, những cái kết quả mà model nó predict đó, mình chuyển ngược ra lại dưới dạng là một cái thông tin nào đó mà mình có thể đọc được, một cái định dạng đó mình có thể đọc được. Còn đây là người ta làm như vậy là quá gọn gàng luôn rồi. Mình chỉ bỏ dòng text vô và nó output nó ra là một cái data frame luôn, là một cái table luôn, và dùng data frame để coi, để pandas để coi. Chính xác thì cái output không phải data frame mà nó là một cái Python dictionary, nhưng mà cơ bản mình bỏ nó vào data frame của pandas là mình có thể có ngay cái kết quả luôn. Ý muốn nói là cái kết quả mà mình có thể dễ dàng đọc được, xem được đó, chứ mình không cần phải có post processing cái gì nữa hết. Vậy trong đó là người ta làm sẵn hết trơn rồi. Rồi tiếp tục qua để mà gọi là demo cái khả năng của một cái nhiệm vụ thứ hai gọi là name entity recognition. Thì ở trong NLP á, cái nhiệm vụ này á, đại khái là bây giờ đưa cho một cái đoạn văn, thì giờ xác định xem là cái từ nào á là chỉ người, từ nào là tên của một cái công ty, từ nào là tên của một cái địa danh đó. Thì xem thử là có thể dễ dàng thực hiện cái việc đó bằng cái Transformer API như thế nào nha. Thì cũng là chỉ đơn giản là bây giờ mình đang cần cái loại công việc, cái loại task, thay vì là sentiment analysis hay là thay vì là text classification nữa, thì bây giờ là nó là name entity recognition, viết tắt là NER, đúng không? Thì việc bỏ vô thôi, bỏ vô cái pipeline, define pipeline rồi bỏ vô là NER, cộng thêm một cái argument. Thì mấy cái argument này mình có thể từ từ mình đọc ở trong cái document của Hugging Face. Thế là mình có ngay một cái model có thể thực hiện cái việc gọi là name entity recognition luôn. Thì cơ bản là ở trong bên trong đó người ta sẽ chuẩn bị sẵn một cái mô hình sử dụng là Transformer model, có cái tên gì thì mình không biết, nhưng mà đại khái là người ta Transformer, xin lỗi bạn, Hugging Face, người ta chuẩn bị sẵn một cái model cho mình. Thì mình gọi cái này là cơ bản là nó load cái model về, để ngay lập tức mình có thể bỏ cái dòng text vô, rồi cái output ra thì cũng là cái Python dictionary, mình bỏ vô trong cái Panda data frame một phát, một là mình có được cái kết quả là thế này. Các bạn thấy không, là trong đây người ta nó ghi là cái chữ Amazon á là tên, là thuộc về loại là organization, đúng không? Bắt đầu bằng ký tự số 5, kết thúc bằng ký tự thứ 11, tức là nó xác định luôn cái vị trí ở trong đó là đây là Amazon đó, ký tự thứ 5 và ký tự thứ 11, 1 2 3 4 5, bắt đầu là chữ Amazon và nó là một cái tên của một cái tổ chức. Rồi cái điểm gọi score cũng giống như ở trên, là cái độ tự tin của nó là 87%. Rồi Optimus Prime thì nó xác định là thuộc dạng là miss, là viết tắt của miscellaneous. Rồi những cái chỗ khác nè, như là Germany, rồi Bumblebee, là nó xác định được cái tên của cái người này, cái tên riêng là cái tên của người này đó. Và cơ bản là mình một phát mà mình có cái dictionary này, mình có thể có một cái đoạn code để mình gọi là highlight những cái chỗ ở trong đây, là cái chỗ nào là tên riêng, chỗ nào là tên công ty đó, chỗ nào địa danh, tức là xác định luôn được ở đây là từ Đức hả, đây có chỗ nào mà có cái chữ Germany không, ở đây Germany nè, đúng không? Đó thì đại ý là vậy. Nó có thể làm, nó có, tức là cái Transformer á, hoặc là cái Hugging Face này nè, nó có thể giúp mình rất là tiện lợi để mà mình có thể kiếm ngay được một cái model mà thực hiện cái việc này cho mình luôn. Rồi người ta demo qua một cái dạng câu hỏi khác, một cái dạng task khác là question answering. Và question answering thì có nhiều loại lắm, và ở đây cụ thể cái loại này là extract, tức là trích xuất thông tin. Thì ở trong cái dạng này thì tiếp tục y như là như ở trên người ta nói, rất là dễ dàng, muốn xài cái loại task nào define cái string của cái loại task vô thôi. Ở đây mình cần question answering gì, define là question answering, bỏ vô cái pipeline, ngay lập tức nó có ngay một cái model, người ta select load ngay cho mình một cái model mà có thể thực hiện cái nhiệm vụ Q&A này. Thì ở cái thể loại này á là nó có thêm một cái gọi là context, tức là một cái bối cảnh, giống như mình cung cấp cho nó một cái bối cảnh, mình đặt nó một cái câu hỏi, mình đặt nó câu hỏi là cái người customer cần cái gì, và mình cung cấp cho nó một cái bối cảnh là cái đoạn text ở trên, thì cơ bản nó sẽ xem ở trong đó, nó đọc cái câu hỏi, nó hiểu là câu hỏi cần cái gì, rồi nó xem ở trong cái đoạn văn đó đó là cái ông customer ông cần cái gì, thì nó sẽ trích từ trong đoạn văn đó ra. Đó là một cái kiểu question answering, có cái kiểu là extract information.
nó có những cái kiểu khác nữa. Ví dụ như mình kêu nó khơi khơi tạo ra một bài viết gì đó thì nó là cũng là cái dạng Q&A, nhưng mà nó là ở dạng khác. Đó, thì các bạn thấy cách làm cũng rất là đơn giản không? Đặt câu hỏi, bỏ question vô, đưa cho nó cái text trên làm context. Thế là đưa ra cái output và mình bỏ vào data frame để mình show ra. Thì cái câu trả lời của nó là làm an exchange of Megatron, tức là thay đổi, tức là đổi lại cái món hàng để lấy cái con Optimus Prime. Và nó cho mình biết là cái mấy cái từ này nè là nó nằm ở vị trí nào, tức là cái phần nào ở trong cái nội dung trên á là nó dùng làm cho cái câu trả lời của mình cho mình, đúng không? Và cái độ tự tin của nó là 63%. Như vậy rõ ràng là nó rất là xịn sò, đúng không? Nó hiểu được là người dùng người ta cần là đổi cái con Megatron bằng cái con Optimus Prime đúng ngay là yêu cầu khách hàng rồi gì nữa, đúng không? Thì một lần nữa mình cũng không biết là ở phía dưới á, thằng Hugging Face họ sử dụng cái model gì, có thể trong cái document họ có thể họ ghi cho mình biết là mặc định á, thì với cái dạng câu hỏi Q&A này á thì họ xài cái model, cái base model là model nào, đúng không? Và như tí nữa chắc chắn là người ta sẽ nói là nếu mình muốn xài cái model nào cụ thể á, thì mình khai báo vô, đúng không? Tại vì có nhiều, có hàng chục, hàng trăm model có thể làm cái việc này. Rồi, vậy thôi, thì cái loại câu hỏi này nó gọi là extractive question answering, đúng không? Bởi vì cái câu trả lời nó được extract, nó được trích xuất trực tiếp từ trong cái đoạn text mà mình đưa cho nó. Thì họ nói là với cái kiểu này thì mình rất là dễ dàng, đúng không? Có thể nhờ những cái mô hình AI nó đọc cái customer feedback mình, nó extract ra những thông tin mà mình quan tâm. Không phải là chỉ là xác định xem nó positive hay negative, mà nó còn có thể extract ra những cái thông tin mà mình cần một cách hoàn toàn tự động. Rồi, demo qua cái gọi là summarization task. Đó, bây giờ giả sử kiểu như là cái customer feedback mà nó dài quá, thì liệu những cái mô hình mà NLP Transformer nó có thể summarize nó lại hay không? Thì đầu tiên nói thêm là trong cái bối cảnh mà hiện giờ mình ai cũng xài ChatGPT thì mình biết rằng là nó có thể làm việc rất là tốt, đúng không? Rồi, thì đây cũng rất là đơn giản. Define cái loại task, bỏ cái summarization vô cái pipeline là mình sẽ có ngay một cái model thực hiện cái việc này, đúng không? Rồi bỏ cái đoạn text mà mình cần summarize vô một số cái argument. Max length có nghĩa là chiều dài, giới hạn cái chiều dài của gọi là số ký tự của cái đoạn mà kết quả. Rồi một số cái argument khác thì có thể mình sẽ tìm hiểu sâu ở trên cái document của Hugging Face. Xong một cái là ra được cái lấy kết quả in ra thì nó thế này. Đó, thì đại khái người ta nói là không tệ, đúng không? Cái model nó hoàn toàn có thể hiểu được là cái Bumblebee là tên của cái người mà comment. Rồi tiếp theo là có thể nhờ nó dịch luôn. Xài cái task translation English to DE là tiếng Đức á. Bỏ vô. Thế là mình có ngay một cái model có thể dịch từ tiếng Anh sang tiếng Đức. Thì ở đây á là người ta xài một cái model cụ thể nè. À, tức là define cái tên cụ thể của loại model mà mình, cái tên của cái model mà mình cần. Nghĩa là giống như mình muốn xài cái model nào, khi mà mình lướt ở trên cái trang của Hugging Face mình thấy cái model ABC gì đó nó làm tốt ở trong cái nhiệm vụ này, thì mình có thể chỉ định cụ thể là ta muốn xài cái model này bằng cách bỏ cái tên này vô nè. Rồi rất đơn giản, chỉ việc là bỏ cái text vô, một số cái argument là mình có ngay cái kết quả. Tất nhiên là cái chất lượng của bản dịch thì mình cũng phải coi lại nha, bởi vì tùy model, có những model xịn sò thì nó dịch đúng, có thể là có những cái nó chưa tốt lắm. Nhưng mà mình nói chung là đây mình đang lướt một vòng để mình coi thử, kiểu như là mình có được cái cảm nhận của việc là xài cái API của Hugging Face thì nó dễ như thế nào. Đó, chỉ define cái tên mà cái loại task mình cần xài, cái tên model mình cần dùng vô pipeline, lập tức mình có ngay cái model. Và chỉ việc bỏ cái văn bản vô là nó ra cái kết quả luôn. Còn nếu mình tự làm phát triển một mô hình thì những cái bước mà pre-processing, post-processing rồi nó rắc rối lắm. Nên cái kiểu một vài dòng thế này mà mình đã có ngay kết quả thì có nghĩa là rất là gọn rồi đó. Rồi mình qua một cái loại nữa là text generation. Thì nôm na là bây giờ nhờ một cái mô hình nó viết ra cho mình luôn cái email để trả lời khách hàng này luôn. Đó, thì cơ bản là mình cũng define cái tên của cái task là một text generation, đúng không?
rồi mình chuẩn bị một cái giống như một cái prompt vậy đó, một cái gọi là một cái màu đầu vậy đó, để cho thằng model á nó sẽ điền thêm vô đó, nó điền thêm vô, nó tự nó viết ra một cái email hoặc là một cái đoạn trả lời nè. Đó, tất nhiên cái chất lượng mình cũng phải coi lại, đôi khi mấy cái loại này nó không có tốt như là sentiment analysis hay là name entity recognition, tại vì mấy cái kiểu mà generate ra một cái đoạn text đó, thì đôi khi nó chưa có làm tốt lắm đâu, tùy model nha. Thì người ta mới nói là những cái model này nè, là tất nhiên là một cái nhóm nào đó, một cái công ty nào đó người ta đã huấn luyện, gọi là pre-train mà, và thậm chí đã được fine-tune cho một cái task mà mình yêu cầu rồi, mình cần rồi. Thì nãy giờ mình làm là mình đang xài những cái mô hình đã pre-train model đó, đã fine-tune, retrain và fine-tune luôn rồi. Tuy nhiên là đôi khi có thể mình cần fine-tune cái model thêm với cái dữ liệu của mình, thì mình sẽ thực hiện cái bước việc đó như thế nào, thì những cái chương sau đó, người ta sẽ cho mình biết, có những cái API giúp mình làm chuyện đó rất là dễ dàng luôn. Ok, rồi người ta nói thêm, tuy nhiên cái việc mà huấn luyện mô hình nó chỉ là một cái phần nhỏ ở trong bức tranh tổng thể của một cái dự án NLP thôi. Đó, mình còn phải làm sao mà process, tức là xử lý dữ liệu một cách hiệu quả nè, share result với đồng nghiệp nè, rồi có thể giúp cho cái việc của mình nó reproducible, tức là có thể tái hiện được nữa. Thì do đó là tiếp theo người ta sẽ giới thiệu về cái ecosystem của Hugging Face, nó hỗ trợ những cái việc đó. Rồi, về cái Hugging Face ecosystem á, thì nó có hai phần chính. Thứ nhất là các cái library của nó, và thứ hai là cái hub. Thì cái library á, người ta nói là nó cung cấp những cái pre-trained model weight, tức là những cái giá trị parameter của những cái model mà được huấn luyện xong rồi đó, luyện sẵn. Rồi có cái dataset luôn, có những cái script cho cái việc mà đánh giá những model luôn. Rồi, đi về phần hub trước đi. Thì đoạn này đại khái họ nói là nhờ cái transfer learning mà mình có thể xài lại một cái model đã được huấn luyện trước một cái công ty nào đó, người ta huấn luyện rồi trên một cái bộ dữ liệu nào đó, chung một cái task mà mình đang cần luôn, hoặc là tương tự như cái task mình đang cần. Thì đó, cái việc mà mình có thể làm sao có thể load những cái model đó một cách nhanh chóng và thể bắt tay vô mình xài lại liền á, thì nó phải dễ dàng. Do đó cái Hugging Face nó tạo ra cái hub, nôm na là tập trung lại tất cả cái tên những cái model, và người ta sẽ sắp xếp lại, người ta sẽ có những cái công cụ để filter, để mình có thể nhanh chóng mình tìm ra được cái model mà mình phù hợp với nhu cầu của mình. Đó, ví dụ mình nhìn sơ trong đây mình thấy nè, mình có thể tìm theo task mình đang cần một cái model làm nhiệm vụ gì, summarization hay là text classification hay translation, đúng không? Mình có thể search tên model, rồi mình có thể search theo cái nền tảng mà cái model đã được phát triển, như là PyTorch hay TensorFlow hay YAX, hoặc là mình có thể search theo là gọi là cái dataset mà cái model đã được huấn luyện, dùng Wikipedia hay là dùng Book Corpus. Thì hồi nãy những cái phần trên người ta nói đó, ví dụ như BERT hay GPT là nó được huấn luyện trên cái Book Corpus dataset đó, đúng không? Nói chung là Hugging Face Hub đó, người ta tập hợp lại hết, tức là tạo ra một cái giao diện mình dễ dàng mình tìm được cái model cần thiết, thì dựa vào đó mình có thể tiếp tục mình xài nó, hoặc là mình tiếp tục mình fine tune nó với cái bộ dữ liệu của mình. Thì như ở trên á, mình đã thấy là cái việc mà mình load một cái model về nó dễ dàng thế nào, chỉ việc gọi cái function pipeline rồi bỏ cái task vào, bỏ cái tên model vô là ngay lập tức mình có cái model đó để sử dụng luôn, rất là thuận tiện, đúng không? Rồi người ta nói thêm là nó trên cái hub này nó cũng có cái dataset luôn, mình muốn tiếp cận với những bộ dữ liệu là có thể dễ dàng có luôn, và những cái script để mà compute metric, tức là mình có thể đánh giá hoặc là mình tính toán cái performance của model để mình có thể tái lập lại những cái kết quả mà người ta công bố, hoặc là mình có thể leverage additional data, tức là mình có thể dùng thêm những cái dữ liệu mà mình có để mà mình có thể fine tune nó để mà tiếp tục improve cái performance của cái model mà mình xài lại đó. Tại vì cái model mà mình xài lại của một cái công ty nào đó người ta huấn luyện á, thì họ có thể họ đạt cái performance như vậy trên cái task mà mình đang cần, nhưng mình có thể tiếp tục mình fine tune nó với một số lượng cái dữ liệu mình có, thì có thể giúp cho performance nó tiếp tục nó tăng thêm. Rồi người ta có nói thêm ở đây là một số model nó có cái dataset card hoặc là model card, đại khái nó giống như document vậy đó, để cho mình biết là mình lướt qua mình xem thử là cái model nó được huấn luyện bằng dữ liệu nào, nó phục vụ mục đích gì, thì mình coi qua thì mình xem thử là nó có phù hợp với là cái task mình đang cần hay không, đúng không?
Rồi một trong những cái coolest feature của cái hub đó là mình có thể thử một cái model một cách trực tiếp luôn, kiểu như vậy nè. Nó kiểu như là mình có thể có cái chỗ nào đó để mà mình test cái model luôn. Này, cái inference widget nè, nó có thể cho phép mình tương tác với model. Tương tác với model ngay trên đây. Đó, các bạn thấy nè. Mình có thể test ngay cái model. Cái model này là base, bird base model. Tức là cái model mà nguyên gốc mà Google nó huấn luyện đó, đúng không? Rồi trong cái phần này mình thấy nó có những cái description nè, là BERT là một cái transformer model nè, được huấn luyện với một cái bộ dữ liệu lớn là các cái English data nè, theo cái phong cách là self-supervised, đúng không? Và bla 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 bla, tức là nó đại khái là được huấn luyện trên raw text thôi, không có human labeling, tức là không có dữ liệu gắn nhãn mà bởi con người. Rồi đó, một số mô tả của cái BERT model. Nó gắn với cái paper, khi mà người ta huấn luyện một cái mô hình, người ta nghiên cứu, người ta công bố nó ra, nó có một cái paper và nó có cái repository. Rồi mình có thể thử ngay lập tức ở đây nè. Đó, ở đây người ta ghi kiểu này, tức là mình kêu model nó, mày dự đoán cho tao bây giờ tao ghi một cái câu thế này: I look at my bla 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 để chấm, and I saw was late, thì model nó dự đoán ra cái gì. Bấm compute thì nó ra là I look at my watch, nó cho rằng có 22%, đây là chữ watch. Rồi I look at my phone, có 9% là cái phone. À xin lỗi các bạn, à đúng rồi, 9%. Rồi face, I look at my face, I look at my hand. Đó, tức là cái model BERT nó dự đoán cái chỗ mà chữ mask này á, là 22% khả năng đó là tôi nhìn vào cái đồng hồ của tôi. Nghĩa là ngay lập tức mình có thể test thử để mà cảm nhận thử cái model này nó hoạt động sao luôn. Rất là thuận tiện. Rồi, ở đây nói thêm là cả cái thằng PyTorch và TensorFlow nó đều có cái hub của nó. Tất nhiên là những công ty này cạnh tranh nhau mà. Do đó là nếu như mình không tìm thấy cái model mà phù hợp á, thì mình có thể coi thử ở trên hai cái nền tảng đó. Mà nhắc lại nha, cái cuốn sách này được viết bởi những cái người của công ty Hugging Face. Rồi, bây giờ mình qua mình xem thử cái Hugging Face Tokenizer, đúng không? Để nói qua Hugging Face Tokenizer thì dành cho các bạn nào mà không biết về NLP á, thì khi mà mình phát triển một cái mô hình NLP thì mình phải có cái bước tokenization. Nôm na là mình huấn luyện cái mô hình dựa trên một cái bộ dữ liệu là các cái văn bản. Thì không phải là mình khơi khơi mình đưa những cái dòng chữ, những cái văn bản đó vào model để cho nó học, mà mình phải có cái bước gọi là tokenization, hoặc là nằm ở trong cái bước gọi là pre-process dữ liệu. Thì tokenization á, đại khái là mình sẽ phải tách những cái câu đi. Ví dụ như mình huấn luyện một cái bộ dữ liệu mà dùng mấy ngàn dòng tweet của Twitter để mà mình huấn luyện. Vậy thì mình phải tách những cái dòng tweet đó ra thành từng từ, để rồi mình mới chuyển mỗi một từ á, nó thành ra một cái vector. Vector là giống như một dãy số vậy đó, mà cái dãy số nó sẽ đại diện cho cái từ đó, chứ không phải mình đưa cái từ hoặc là đưa cái câu vào trong model để mà mình huấn luyện nó đâu. Do đó là phải có cái bước đó. Nhưng mà cái điều rắc rối là có nhiều cái cách để mà tokenization, có nhiều cái cách, có nhiều cái những cái strategy khác nhau trong cái phương pháp gọi là trong cái bước này. Thành thử ra là Hugging Face nó phải làm một cái việc khi mà người ta host, tức là khi mà nó host những cái model khác nhau thì những cái model đó nó sử dụng cái phương pháp tokenization khác nhau. Do đó là nếu mình muốn xài lại, giả sử mình không có Hugging Face đi, mình muốn xài lại một cái model nào đó của công ty A nào đó, thì mình sẽ phải xài cái phương pháp tokenization của cái công ty A đó khi mà họ phát triển cái model đó thì nó mới đúng. Rồi sau đó tokenization là chỉ gọi là bước là tiền xử lý thôi, hậu xử lý nữa kìa. Là model nó predict xong thì mình phải có cái bước hậu xử lý để kiểu như là từng token nó lấy ra ngược ra lại để mình có được cái dòng chữ để mình show ra mình xem. Do đó là cái Hugging Face nó giúp cái việc này, là những mỗi model á, mà nó host á, thì nó sẽ đi kèm với việc là nó xài cái tokenizer gì, đúng không? Cho nên mình chỉ việc là mình xài API của nó là mình được hưởng lợi rất nhiều ở cái vụ này. Đó, nôm na là như vậy. Thì nếu cần dataset thì Hugging Face cung cấp dataset luôn, với những cái gọi là standard interface, và có hàng ngàn cái bộ dataset để mình có thể xài, đúng không? Rồi có những cái công cụ hoặc là những cái technique như là smart caching để mình không cần phải cứ pre-processing mỗi lần mà mình chạy nữa.
rồi mình có thể tránh cái việc gọi là bị giới hạn bởi cái bộ nhớ bằng một cái mechanism gọi là memory mapping. Nói chung là một số cái technique mà Hug and Face nó giúp cho cái việc gọi là làm việc với dataset một cách dễ dàng. Rồi nó có cái định dạng phù hợp với những cái framework nổi tiếng thông dụng như là Pandas và NumPy, đúng không? Rồi nó có những cái metric để mình sẽ đánh giá. Rồi nó còn có cái Hug and Face Accelerate. Đại khái là họ nói là đôi khi mình cần chạy một cái đoạn script, đoạn code mà mình để trên máy hoặc là trên cái server của công ty, thì cái Accelerate nó sẽ giúp gọi là take care mọi cái custom logic, giúp cho hỗ trợ cái việc của mình training dễ dàng hơn. Ok, thì này nó lướt sơ thôi. Về cơ bản là mình biết sơ qua là những cái những component của cái Hug and Face ecosystem. Rồi, mình kết thúc cái video này với một số cái challenge, một số cái thách thức của cái mô hình Transformer. Thì đại khái là mặc dù là được tung hô và ca ngợi, nhưng mà Transformer nó vẫn còn bên trong nó nhiều cái vấn đề. Thì ví dụ như là về mặt ngôn ngữ, thì phần lớn những dự án mà NLP đều được là làm bởi tiếng Anh. Do đó khi mà cần tìm một cái pre-trained model ở những cái ngôn ngữ mà hiếm thì sẽ rất là khó, đúng không? Thì qua phần 4, chapter 4, mình sẽ tìm hiểu cái gọi là multilingual transformer, là mô hình transformer mà có đa ngôn ngữ, rồi cái khả năng mà perform zero shot cross lingual transfer. Rồi vấn đề thứ hai đó là cái sự rộng rãi của data, tức là cái sự dư giả có sẵn data đó. Thì mặc dù là cái transfer learning nó cho phép là mình có thể dùng lại những cái pre-trained model, đúng không, những cái model đã được huấn luyện trước ở một bộ dữ liệu khác, và mình có thể dùng lại nó, fine tune nó trên một cái bộ số ít những dữ liệu của mình. Tuy nhiên nó vẫn còn có nhiều vấn đề trong đó. Thì phần chính mình sẽ đụng đến cái scenario mà mình chỉ có ít hoặc thậm chí là không có cái label data luôn. Rồi còn một vấn đề với là long document. Thì mặc dù self attention cũng như transformer nó đã nâng cái khả năng xử lý mà cái chuỗi lệnh, cái chuỗi dữ liệu dài á, lên một cái tầm cao hơn. Tuy nhiên mà khi mà quá cái tầm mà đó thì nó vẫn chưa có giúp cho perform tốt được. Ở đây người ta nói là ở cái cấp độ mà một đoạn văn đó, thì nó làm tốt, nhưng mà dài mà cỡ một document luôn đó, thì nó trở nên là rất là expensive. Rồi opacity là đại khái là cái này là vấn đề chung với những cái deep learning model, đó là rất là khó hoặc thậm chí là impossible để mà giải thích được hoặc là có thể phân tách được là tại sao những cái mô hình này nó lại đưa ra những quyết định như vậy. Và đôi khi cái việc này là cái việc rất là quan trọng mà mình cần phải biết được lý do mà tại sao nó lại đưa ra những cái dự đoán. Thành thử ra là đây cũng là một thách thức là đau đầu. Và cuối cùng là bias. Nôm na đó là khi mà mô hình transformer được pre-train trên dữ liệu từ internet thì những dữ liệu trên đó nó được tức là nó có ở trong đó rất là nhiều những cái bias, những cái thiên kiến, những cái định kiến, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt về đủ thứ chuyện hết. Thành thử ra là vì nó học trên đó nên nó cũng gọi là học luôn những cái định kiến đó. Và từ đó là mình phải có những cái cách để mà mình xử lý cái chuyện này. Rồi, như vậy là mình đã kết thúc cái chương 1. Thì chương 1 là mình đã có một cái nhìn tổng quan, lướt qua cái việc mà sử dụng Hugging Face Platform để giúp rất là dễ dàng trong cái việc mình có thể ngay lập tức xây dựng một cái mô hình mà đứng đằng sau của nó là kiến trúc của Transformer, là một kiến trúc rất mạnh. Thì những cái phần sau đó, mình sẽ làm nhúng tay vào việc làm những cái mô hình, ví dụ như là text classifier, hay là thậm chí là huấn luyện lại một cái language model from scratch. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới. Và đầu tiên mình sẽ qua cái chapter 2, là mình sẽ build một cái classic text classification model, có thể gọi là đọc những cái customer feedback để mà classify nó, xem nó là positive hay là negative, để mà có thể phục vụ rất tốt trong cái việc là mình tự động hóa cái việc gọi là nhận và theo dõi những cái phản hồi của khách hàng về sản phẩm hay là cái dịch vụ của công ty của mình.